Các bạn ơi, đây buổi chiều nha, rất là chị gái đang nướng các món là thịt nướng xiên đấy, đang dở đấy. Chợ đây, chợ Chùa Hàng nha các bác nhé, Chùa Hàng Thái Nguyên khói. Quạt rất tít. Đừng quay mặt em. Nghĩa là không quay mặt em rồi. Có quay đấy rồi. Đấy, đây này các bạn ạ. Ở đây. Quay phim chụp ảnh. Anh về anh review cho. Nên view cho người bán. Đây là ở cổng chợ Chùa Hàng nha các bác nha. Đây này, khách mua buổi chiều nha các bác. 30.000 một chục bao ơi. Đấy. Một chục 10 cái này là 30.000 ạ. 10 cái này là 30.000 nha các bác nha. Ôi bà ơi, rẻ thôi. Rẻ. Theo bây giờ nó đang đắt. Thịt đắt. Trời ơi. Cái con nhiêu là ai mà cậu làm. Lấy 25.000 đi. Con không phải thấy đâu, con chuyển mạng lên cho bà. Đấy. Lấy cả 50.000 đi. Lấy chục cái thôi à? Quảng cáo không đứng chỗ đúng không? Bao nhiêu anh ơi? Đấy. Mua bao nhiêu anh? Bao nhiêu anh? 50.000. 20 nhá. Vâng ạ. Cái này được dắt bừng rất là nhìn rất đẹp mắt nha các bạn nhé. Ngoài ra có cả xúc xích này. Xúc xích để thịt lắm. Đấy. Giờ đang dở thêm một vài thứ. Rất thơm. Một buổi chiều chị bán được mấy trăm xuyên này? Em á? Tính được 300-400 xuyên không? 700-800 xiên, thế là quá nhiều đấy. Bán 700-800 xiên này nha các bác. Cứ tính 30.000 10 xiên à? 30.000 10 xiên thì các bác tính hộ là ra bao tiền. Đấy, ở dưới kia thì rất nhiều cái để chuẩn bị cho lên nha các bác nha. Đã tẩm ướp hết sẵn sàng đấy. Kia là chợ Chùa Hàng nhé các bác. Đấy, chợ Chùa Hàng. Ở trong kia cũng có một anh bán. Tí nữa em mà quay cho bác xem. Mua 50.000 nhá chị nhá. Vâng. Thế cho anh 50.000 đi. Hai chị gái chị nhơi vào mua ủng hộ đi. Nhanh. Úi 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 giời úi giời. Chân dài nhá. Úi giời ơi. Chân dài. Bao nhiêu cái chị yêu? Bài không tỉnh. Đây là hai mẹ con đi đang đi mua nha các bác. Xúc xích. Không mua thịt xúc xích nướng ngay, nướng qua một cái chắc là phải dùng kẹp thôi, kẹp qua cái cho anh ấy đang quay để anh ấy đang quảng cáo giúp chị này để chị nhiều người biết đến. Đấy, còn đằng kia vẫn đang chặt gà chặt bé đây, ngõ vào nhá các bác, nhìn từ trục đường này này. Đấy, vào chợ Chùa Hàng này gặp ngay chị gái xinh đẹp này mua ủng hộ. Đấy, lại có chị nữa vào này. Vì em đứng đầu bán hàng được đấy, sợ thật. Lấy 30.000 này chị. 20. Các mẹ đi mua rất đông này. Đang phải quạt các bạn, phải nướng cho nóng lên mà. Rồi nó chín rồi nhưng vẫn phải làm nóng. Ăn mấy xiên này đi cô. Mấy xiên này đi. Ăn luôn đâu. Cầm cái ăn luôn mấy cái.
Thịt thì chưa biết ngon không, nhưng mà nhìn người thấy xinh lắm rồi. Đấy. Nhìn thấy mê rồi chứ. Chiều đông á.